Chuyện Tâm Linh vừa đến thăm lăng chủ tịch, thắp nhang tại đền thờ của Nguyễn Bỉnh Khiêm, bà Phương Hằng nhận được tin cực sốc. Xin chào quý vị và khán giả của kênh Nghe Để Biết. Chúc quý vị một ngày chủ nhật nhiều niềm vui và đừng quên bấm like, theo dõi kênh để trở thành những người đầu tiên nắm thông tin thời sự nóng nhất nhé. Trong video hôm nay, chúng ta hãy bàn về một chút về việc ông Huỳnh Uy Dũng và bà Phương Hằng có được ơn trên phù hộ độ trì hay không? Tại sao vừa ra Hà Nội đến thăm viếng, đến thăm lăng chủ tịch, thắp nhang tại đền thờ của Nguyễn Bỉnh Khiêm thì ngay lập tức ước nguyện của họ đã thành hiện thực? Trước tiên hãy cùng ban biên tập bao quát sự việc trước khi đi đến kết luận nhé. Chúng tôi vốn đã biết cặp vợ chồng Huỳnh Uy Dũng và bà Nguyễn Phương Hằng là những người sùng đạo Phật, vì thế khu du lịch Tâm Linh Đại Nam Văn Hiến được ra đời. Trong đó Kim Điện là công trình nổi bật nhất, được đầu tư đến hàng nghìn tỷ đồng, với nhiều kiến trúc giác vàng 24K. Cổng vào Kim Điện là kỳ đài Đại Nam, cao 59,5m, được thiết kế giống cột cờ Hà Nội và kỳ đài Huế. Phía trước là tượng Lạc Long Quân, Âu Cơ và các con. Quảng trường cũng là nơi hành hương của du khách thập phương đến viếng tượng Phật bà Quan Thế Âm Bồ Tát, có chiều cao 9,9m. Trước đây muốn vào Kim Điện, mỗi du khách phải mua vé giá 100.000 đồng. Tuy nhiên đến giữa năm 2013, công ty Đại Nam đã tách khu vực đền thờ Giác Vàng ra khỏi quần thể khu du lịch để mở cửa cho người dân vào tham quan, thắp hương miễn phí. Các khu Kim Điện, khu thờ tự, đền, đài, tháp được kết hợp độc đáo với núi, non, sông, hồ, cây cảnh, giải bảo sơn, ngũ hành sơn bao gồm 5 ngọn, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Ngọn trung tâm cao 65,8m là dãy núi nhân tạo dài nhất Việt Nam. Với chiều dài 252m, trấn giữa ở phía tây của dãy ngũ hành sơn là thần Bạch Hổ, phía đông là thần núi và thần nông. Và đặc biệt, đây cũng là nơi cư trú của hàng ngàn chim yến, biểu hiện của một vùng đất lành chim đậu. Trên ngọn núi trung tâm dãy Bảo Sơn là ngôi bảo tháp 9 tầng. Mỗi tầng của tháp là nơi thờ phụng với những ý nghĩa khác nhau, là nơi thờ vong linh các anh hùng liệt sĩ, các chiến sĩ trận vong, đồng bào tử nạn, các chiến sĩ vô danh đã quên thân vì nước, các đại anh hùng Việt Nam. Kim Điện khởi công xây dựng vào ngày 11 tháng 4 năm 2003 và khánh thành ngày 2 tháng 9 năm 2005. Điểm nhấn đặc biệt ở đây là các phò tượng thờ, phù điêu và các vật dụng thờ cúng được giác vàng 24K, kinh phí xây dựng ngôi đền này khoảng 2.000 tỷ đồng. Đền cũng được ghi nhận là ngôi đền lớn nhất Việt Nam vào ngày 15 tháng 8 năm 2007. Với những chi tiết trên về quá trình xây dựng của Đại Nam cũng đủ để hiểu cặp vợ chồng này khá quan tâm đến vấn đề tâm linh, không chỉ thờ phụng những vị Phật mà ngay cả những anh hùng cứu nước, những doanh nhân trong lịch sử Việt Nam cũng được nhang khói một cách trang trọng. Ngoài vấn đề tâm linh thì nó cũng thể hiện tấm lòng uống nước nhớ nguồn của cặp doanh nhân này. Vì thế trong lần thăm Hà Nội lần này, bà Phương Hằng không vội vã thực hiện những vụ kiện pháp lý trong drama mà bà đã chọn ra viếng thăm lăng Bác và thăm đền thờ của Nguyễn Bỉnh Khiêm, thành tâm dâng hương lên những bậc tiền bối của dân tộc Việt Nam. Và tại ngôi đền của cụ Nguyễn Bỉnh Khiêm, bà Phương Hằng đã tiết lộ một chuyện vui bất ngờ nằm ngoài mong đợi của bà, chính là việc Tịnh Độ cư sĩ tại Bình Thuận vừa mới liên hệ trả lại bà 2 hectare đất mà vợ chồng bà đã hiến tặng. Trong suốt một năm qua, trong các buổi live stream, bà Hằng đã nhiều lần lên tiếng đòi lại mảnh đất này, vì ban đầu ông Huỳnh Uy Dũng mua mảnh đất này bởi vị thế của nó rất đẹp, phù hợp để xây một ngôi chùa. Nhưng những người tại Tịnh Độ cư sĩ không xứng đáng nhận nó vì có mập mờ liên quan đến tài lừa đảo Võ Hoàng Yên, lừa dối lòng tin của vợ chồng bà. Và hơn một năm lên tiếng đòi công khai nơi này, vẫn không một lần lên tiếng thừa nhận sai lầm và trả lại mảnh đất. Tuy nhiên không hiểu động cơ gì mà ngay khi bà Phương Hằng vừa đặt chân ra Hà Nội, Tịnh Độ cư sĩ đã phải ráo riết nôn ra mảnh đất 2 hectare, vị trí hàng tỷ đồng này. Không rõ đây có liên quan đến vấn đề tâm linh hay không, nhưng nó là một tin vui dành cho vợ chồng Dũng Hằng. Mảnh đất và số tiền này sẽ được giao về đúng chủ nhân của nó và sử dụng đúng mục đích phục vụ cho cộng đồng. Đây xem ra là một điểm báo cho những kế hoạch sắp tới của bà Phương Hằng. Nhiều nhà báo gạo cội tại Hà Nội mong muốn gặp bà Nguyễn Phương Hằng. Thưa quý vị, hiện tại bà Phương Hằng và ông Huỳnh Uy Dũng đang có mặt tại Hà Nội và họ đang sắp xếp công việc để thực hiện những kế hoạch đã đặt ra trong lần bắt tiếng này. Với độ hot và tính chất vụ việc, sự xuất hiện của show Đại Nam tại Hà Nội đã thu hút sự chú ý của dư luận. Không chỉ có những người dân bình thường mà kể cả những nhà báo gạo cội làm việc trong chính phủ, báo Quân đội Nhân dân cũng dành sự quan tâm dành cho cặp đôi này.
Tiêu biểu trong số đó là nhà báo Lê Phương Dung tại Văn phòng Chính phủ và Văn phòng Trung ương Đảng đã và đang tin tưởng đồng hành, động viên cặp vợ chồng Uy Dũng Phương Hằng. Đi tìm công lý thực thi không dễ dàng, giặc nội sâm núp lùm, khoác đủ sắc áo để cản đường, phải có chí khí và trí tuệ thì chính mới thắng tà, thiện sẽ thắng ác. Bên cạnh đó, để con đường thắng lại, các gái cũng cần có sự góp sức lên tiếng của những người yêu chính nghĩa, đồng hành cùng bà Phương Hằng. Khác với miền Nam, hiện nay ban tạp viên chưa ghi nhận được một nhà báo nào lên tiếng ủng hộ bà, thì tại miền Bắc, theo chia sẻ của Phương Dung Lê, có rất nhiều cụ nhà báo mong muốn gặp được CEO Đại Nam, cụ thể nữ nhà báo viết: "Chào mừng vợ chồng em đã đến thủ đô Hà Nội trong hân hoan, long trọng, chị và rất nhiều các nhà báo gạo cội như Trâm Nguyễn, Vũ Thị Tuyết Nhung, Nguyễn Minh Hoài, Nguyễn Mai Hồng VOV, Minh Nguyễn Quân đội Nhân dân và rất nhiều nhà báo khác, mong được gặp em và anh Quỳnh Uy Dũng và luôn cầu chúc mọi điều tốt đẹp, may mắn nhất sở bên em xinh đẹp, thiện tâm, giàu lòng bác ái cùng gia đình của mình nhé. Chưa biết rằng mọi chuyện sẽ đi đâu về đâu, nhưng hiện tại bà Phương Hằng đang chiếm được tình cảm của đại bộ phận dư luận cả nước và kể cả những người hiểu biết về lĩnh vực văn hóa, có tuổi đời và những chiêm nghiệm sâu sắc cũng lên tiếng ủng hộ chuyến đi lần này của bà. Hy vọng rằng trận đánh này sẽ là trận chiến cuối cùng kết thúc mọi drama và kết quả mà chính phủ trả lời lần này sẽ hợp tình, hợp lý và hợp với lòng dân." Đàm Vĩnh Hưng bị tố quỵt lương của hơn 200 người với số tiền lên đến hàng trăm triệu đồng. Thời gian vừa qua, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng liên tiếp vướng vào những ồn ào liên quan đến nữ đại gia streamer Triệu View. Vụ đấu tố về sao kê từ thiện còn chưa rõ kết quả, thì mới đây trên một hội nhóm có số lượng thành viên gần 300.000 thành viên, bất ngờ xuất hiện bài viết khẳng định Đàm Vĩnh Hưng bị tố quỵt nợ. Theo đó, tài khoản LHH chia sẻ: "Hóng vụ ông Hoàng Nhạc Việt bị tố quỵt lương của hơn 200 công nhân với số tiền lên đến hàng trăm triệu đồng." Dưới phần bình luận, bài viết này là hình ảnh bài gốc tố Đàm Vĩnh Hưng, nguyên văn bài viết như sau: "Nè, để tôi nói cho ông nghe nè ông Đàm Vĩnh Biệt. 8 năm trước khi ông sang lại 39 Lê Duẩn quận nhất, cùm hô của sếp tôi sang lại có giá 6 tỷ thôi. Lúc đó chị Phương làm giám đốc nói rằng chị thay mặt anh Đàm Vĩnh Hưng mời em về làm cùng để chiến đấu với chị. Tôi nghĩ chị em tình xưa nghĩa cũ nên tôi mới níu kéo quân lính anh chị em, đồng nghiệp của tôi về chiến đấu gây dựng lại cùm hô. Lúc đó tôi đang làm cho mẹ châu chủ 3, số 2 Hồ Huấn Nghiệp quận nhất. Toàn thể anh chị em tôi cùng nhau chiến đấu hợp sức, tay trong tay ngoài để kéo khách về cùm hô. Hơn một năm thì rất đông khách, đến khi bên tòa nhà cùm hô 39 Lê Duẩn quận nhất hủy hợp đồng với các ông rồi, người ta bồi thường hợp đồng trả lại cho bọn ông. 23 tỷ mà bọn ông nở lòng nào, im luôn, không chịu trả lương và doanh thu cho gần 200 nhân viên ở cơm hô. Vậy hả, cái loại sống quá bẩn vậy ông Đàm. Riêng tiền lương và doanh thu của tôi gần 2 tháng 100 triệu đồng. Ông cũng đi làm kiếm tiền cực khổ bằng mồ hôi nước mắt của ông, lo cho gia đình ông. Vậy sao ông không nghĩ cho lính của tôi, gần 200 người ai cũng có gia đình. Đúng ra 8 năm nay tôi không nói bỏ qua, nhưng tôi thấy ông sống quá bẩn với đồng bào của mình. Tiền mồ hôi nước mắt của nhân dân và lính của tôi mà cái loại người như ông cũng ăn được. Tôi không biết cái đầu của ông có não hay không, sao mà không biết nghĩ cho người khác sống cơ hàn. Vì quyền lợi của nhân dân nước Việt Nam này nên tôi phải lên tiếng vì lẽ phải thôi. Tất cả những anh chị em nào cùng làm trong cung hô bị xu tiền lương thì lên tiếng đi, để sau này và mãi mãi mấy cái loại sống bẩn này một bài học nhớ đời. Chắc ông nghĩ ông là Ngọc Hoàng Thượng Đế hay Phật Tổ Như Lai ở vũ trụ này hả ông Đàm Vĩnh Biệt? Sài Gòn này, ông đừng để tôi gặp ông nha. Sài Gòn này, lính của tôi nhiều hơn fan hâm mộ của ông đó. Hiện cư dân mạng đang vô cùng hoang mang trước thông tin trên. Nhiều người thắc mắc rằng tại sao vụ việc đã xảy ra từ 8 năm trước, nhưng bây giờ người đàn ông kia mới tố cáo. Số khác thì nhận định bài viết cũng chỉ từ một phía, cần đợi Đàm Vĩnh Hưng lên tiếng trước khi đưa ra kết luận ai đúng ai sai. Vụ việc đang nhận được sự quan tâm đông đảo của dư luận. Phía Mr. Đàm cũng chưa có bất kỳ chia sẻ về vụ ồn ào, quỵt nợ 200 công nhân.